Xin chào các bạn, hôm nay tôi trinh trồng cây hoa cam. Hoa cam tôi trinh sinh ở bên đi du lịch sinh ở bên Cồn Long Khánh. Ở bên Cồn Long Khánh tôi trinh ngâm được hơn 5 tuần rồi. Hôm nay tôi trinh mới có thời gian trồng vào đất. Và trong suốt thời gian 5 tuần đó, thì tôi trinh ngâm vào nước và thường xuyên thay nước. Khoảng 2-3 ngày thay một lần. Hôm nay những cái nhánh hoa nó đã ra rễ hết rồi, hầu như nhánh nào nó cũng ra rễ. Hôm nay tôi chinh trồng vào chậu. Nước này tôi chinh 2-3 ngày không được thay. Hôm nay trước khi tôi chinh trồng vào đất, tôi chinh rửa xong rồi thay luôn. Từ ngâm tới giờ tôi chinh vẫn chùm bao ni lông lại để trong mát. Sau đó 3-4 ngày thay nước. Và hôm ngâm thì cái này là cắt từ một cành dài. Hôm nay nó chùm lại, nó có nhiều vào đầu mùa mưa, bước vào tháng 5 thì trời cũng mưa được mấy đám rồi, nó hay có con bọ chét bám vào cây trang. Thì chùm bọc lại nó vẫn bám. Thì hôm nay tôi chinh vệ sinh rửa nó xong rồi trồng vào chậu. Mà sau đó nó còn nở. Trong lúc thời gian ngâm nó còn nở được hoa luôn. Hoa nó ra màu cam rất đẹp. Lá nó lên vẫn tốt. Nhưng mà nó lại có con bọ chét màu trắng rất nhiều. Nó lên được 2 hoa. Trước khi trồng vào chậu tôi chinh rửa nó, tại vì nó có nhiều con bọ chét. Rửa nó cho nó sạch. Rửa nước thì nó trôi đi hết, con bọ chét nó trôi đi hết. Nó ra nở hoa thêm. Hôm ngâm thì cái cành nó tôi chinh cắt nó hết rồi. Hôm ngâm tôi chinh cắt nó, lá nó ra hết. Mà hôm nay khoảng hơn 5 tuần thì nó mọc ra những cành non rất là nhiều. Nếu mình thường xuyên thay nước thì cây nó không có bị đóng rong và nó ra những cái nhánh non. Chậu cam chậu này cũng vậy, tôi cũng cùng một nhánh. Cái chinh ngâm và nó nở trong thời gian 5 tuần ngâm thì nó lại là nở hoa. Hai hoa này nó đã tàn rồi, ngâm nó nở được hơn một tuần. Rồi trong thời gian ngâm thì cái này nó nở hoa, nhưng mà kiến hay bu lên đọt hoa làm cho rụng. Trước khi chuẩn bị trồng cây hoa trang vào chậu, hoa trang màu cam vào chậu, tôi chinh chuẩn bị những cái chậu để trồng vào chậu đất, trồng vào hoa trang. Thì tôi chinh làm như vậy cho nó nhanh và mau. Trước khi trồng vào chậu này, tôi chinh cắt từ một cành lớn,
đi xin từ bên đi tham quan du lịch ở bên cồn Ngọc Khánh, chú xin chú ở bên cồn chú cho một nhánh mà cắt ra được tới 5-6, một cành mà được 5-6 nhánh. Làm gì cho nó chặt đất lại, lúc trồng vô cây nó ở trên sân thượng cây nó gió nhiều. Tôi xin làm sẵn như vậy. Tôi nuôi trồng đất này nó pha trộn với đất và xôi dừa cho cháu thì ở vườn hoa kiển nó bán sẵn, nó chinh trộn về trộn với đất. Đất này loại đất bột, loại đất như vậy. Đất là tôi chinh trộn để cho cháu, đất nó bột, nó nhuyễn, nên mình bóp là theo bóp nó nhuyễn. Đất này dạng đất cồn, nó xốp, trồng cây rất tốt. Nó rất là xốp, nguyên cục như mình bóp ra nó xốp, như nó có cát trong nó một chút, mấy phần trăm. Rồi sau đó tôi chinh trộn với cho cháu. Hôm nay tôi chinh trồng những nhánh hoa trang vào một cái chậu để nuôi dưỡng nó, để làm bonsai. Hoa trang này tôi chinh ngâm được 5 tầng hơn rồi. Và trong lúc ngâm thì cắt lá nó như vậy. Rồi trong suốt 5 tầng lá nó rụng hết, mấy cái lá cũ nó rụng hết. Thì mấy cái phần mà ở chỗ lá đó nó đâm chồi non ra, nó đâm cành ra. Những cái chậu này tôi chinh đã làm sẵn xong rồi. Chinh làm sẵn, để sẵn như vậy rồi. Chậu này tôi chinh cho hai nhánh, tại vì hai nhánh này nó dài và suông, thì nếu mà nó sống được trong hai nhánh thì càng tốt. Thường là nó ra những cái rễ gì thì 90% nó sống. Và đây nó cũng đang ra cái rễ dài, làm nhẹ tay không cho nó rớt ra rễ đó. Chinh lấp đất nó nhẹ nhẹ ơi, đừng cho nó bị đụng chạm rễ chứ.
chậu tôi chinh cho một chút xíu, khoảng một chút xíu, vài hộp rải đều trên đây. Lúc mà tưới nước thì nó thấm nhẹ. Lúc nãy chú chinh trộn đất vô chậu thì không có bỏ phân, tại vì thì nó mới đang mọc rễ con, rễ non ra mình bỏ trên mặt nhẹ gì thôi cho nó. Tan từ từ, lúc đó nó cây nó khỏe mạnh, khoảng 4 tuần thì mình sẽ bón phân thêm. Những chậu này tôi chinh cũng bỏ nhẹ trên xung quanh đó. Lúc mình tưới nước thì nó thấm ướt nhẹ xuống, không bỏ nhiều. Nhánh này tôi cũng ra, tại vì tôi chinh chỉ ngâm bằng nước thôi, không có dung dịch nào, thuốc nào hết, ra rễ nó ra tự nhiên. Nếu mà ngâm dung dịch thì nó dưỡng rễ thì nó ra rất nhiều, nhưng mà tôi chinh thích trồng như vậy. Cây này thì nó có 4 nhánh và nó đang đâm chồi non. Cây này thì nó ra rễ được 3 phân, khoảng 3 phân. Ra rễ khoảng 3 phân. Chậu thì tôi chinh đã trồng xong tôi chinh tưới nước đó. Nước nó hút dần dần xuống, nó rút thấm từ từ từ. Hai ba ngày sau nó cây nó mới khỏe, lúc này nó còn hơi mất sức. Cây nó bị héo xuống, mới trồng thì nó chưa có hút nước kịp, nhưng mà rễ đã nở như vậy thì nó có thể là nó sống. Qua những ngày sau tôi chinh sẽ theo dõi và tiếp tục quay thêm những cây trang này. Là màu cam, nó cùng một nhánh, cùng một cành. Nhánh lá này nó phủ đất, chú chinh cắt bớt nó đi, bớt cho nó gọn lại, cho nó có sức hút nước nhiều hơn. Mới trồng rất là yếu,
xong rồi. Cắt bỏ bớt đi. Cắt ở đây. Cái này nó đã nở rồi. Khô hết. Cái hoàng hoa này kiến nó bu nó rụng hết rồi. Cái chinh cắt nó đi tại gió quá. Cắt ngang đây. Cắt bỏ. Cho nó gió nó đừng có thổi nhiều mạnh. Những chậu hoa trang màu cam tôi chinh đi xin cái chú ở bên cồn Long Khánh hôm bữa đi du lịch, hôm nay cũng được 2 tháng rồi, lúc về đem về ngâm vào ly, sau đó cho nó ra rễ, xong sau một khoảng thời gian xong rồi tôi chinh trồng vào 7 cái chậu, 2, 4, 6, 7 chậu, và một nhánh thì nó ra, cắt một nhánh nó dài, nhánh này nó bộ dài, từ cái nhánh này thì cắt ở đây và nhánh này thì cắt ở đây ra, và mấy cái nhánh nhỏ thì nó từ nhánh này ra nhánh nhỏ, mấy nhánh này cắt ra trồng được 7 chậu, sống hết 7 chậu và nó lên phát triển lá rất là đẹp. Hôm nay nó ra bông, trước một tháng trước đó, thì cái cây này nó đã ra bông rồi mà chú Trinh không có thời gian quay. Trong một khoảng thời gian sau khi ngâm vào ly, trồng vào chậu, thời gian đến giờ là cũng được 2 tháng. Rồi 2 tháng bông này tiếp tục nở rất nhiều. Đang ra nụ nhỏ, quả này đang nở. Nở. Lá nó phát triển rất tốt. Cây nó rất xanh mướt. Này tôi chinh chỉ sử dụng phân tiêu lúc mà trồng vào chậu, chỉ để nhẹ thôi, tới giờ hôm nay 2 tháng thì chưa được bón phân thêm, chỉ tưới nước cho nó thấm đều vào cây, nó cứ ướt ẩm gì. Cứ sáng rảnh thì tưới, hoặc là chiều mát, khoảng 6 giờ tôi chinh mới tưới. Giờ đó trời mát. Và những cái cây này là cái cây cành này là cắt dài, một cái cành này ra được 7 cái cành này ra được 7 chậu, từ cái cành này ra cắt, cái này cũng cắt ra trên làm được 7 chậu. Lá nó rất là xanh. Gió nó thổi vi vu. Hầu như là đợt nào nó cũng tốt. Lá ra rất tốt đẹp. Màu cam. Ở đây nó có con cây hoa cam này đó, nó hay có con bộ chét nó thường giống như con nhìn nhện xanh đó. Nó tối nó hay văng vào. Tôi chinh hay thường xuyên, tôi chinh không có sử dụng phân bón gì, phân thuốc xịt thuốc gì hết, tôi chinh hay đi bắt nó chùi nó, không có sử dụng thuốc, tại vì tôi chinh trồng trên sân thượng á, không có thích xài thuốc sâu thuốc gì, thuốc trừ một con bọ con gì hết, chỉ tưới nước nó xong rồi bắt nó,
bón thì có sử dụng phân tiêu.